Xin chào các bác ạ. Nay thì mở hàng em Hải gặp rất nhiều sự lộc lá may mắn, cũng muốn lan tỏa và chia sẻ tới mọi người. Chúc các bác và mọi người một ngày mới nhiều sự an lành, nhiều sự may mắn ạ. Thì hôm nay em mở hàng một bộ dàn cho một chú khách ở Đà Lạt. Hôm nay bác khách đi từ tối qua đến sáng hôm nay đến tại cơ sở 2 của Hiếu Minh Auto để thăm khám cửa hàng cũng như là lựa chọn được một bộ dàn karaoke và đã cùng bộ dàn này để lên xe về nhà để trải nghiệm. Thì chú dự trù kinh tế là 35 triệu các bạn. Nhưng mà đến cửa hàng thì sau khi mà chọn lọc và lắng nghe và lựa chọn thì chú đã kết và chốt được một bộ dàn trị giá là 50 triệu đồng. Là chú Mạnh ở thôn Lộc Quý, Xuân Thọ, Đà Lạt. Thì chúc chú Mạnh và toàn thể gia đình là nhiều sự an lành, nhiều sự may mắn và nhiều niềm vui mới và sau bộ dàn karaoke này. Thì bộ dàn của chú có tổng trị giá là 50 triệu đồng sau khi chiết khấu ạ. Một đôi loa JBL KP6012, hàng bãi đẹp tuyển chọn và một chiếc súp DB PK15S, hàng súp hơi ạ. Đây là hàng mới đập hộp và một chiếc đẩy DBH4.10+, một chiếc van số DBS700+ và một bộ micro không dây DB550+ và một chiếc quản lý nguồn DBP9 Pro. Thì em sẽ là giảm giá và tặng chú một chiếc quản lý nguồn bảo vệ thiết bị bộ dàn này ạ. Các thiết bị các bạn, bộ dàn, tủ máy, súp thì đều là hàng mới đập hộp của thương hiệu DB để đồng bộ, nhìn rất là đẹp và sang trọng, đồng bộ màu đen ạ. Quản lý nguồn này, mic DB550+ và van số S700+. Van số này thì cài chú là 4 chế độ hát và nghe khác nhau. Và một chiếc đẩy công suất DBH4.10+, công suất cho ra là 1000W trên một kênh, chạy 4 kênh ạ. Cái này thì chú vẫn để dư một kênh để sau chú đấu với cặp loa lời chú ở nhà đệm thêm lời. Và một chiếc súp hơi 540 của DBAUTIC PK115S. Và cặp loa, đây là cặp loa chính là cái quan trọng nhất trong bộ dàn và cũng là giá trị nhất của bộ dàn này. Đó chính là cặp loa JBL6012. Đây là JBL hàng xịn, hàng bãi, hàng đẹp tuyển chọn. Thì thiết kế của đôi loa này là bát 30 và thiết kế là một chóp kèn từ neo và một bát từ neo, tiếng rất là sạch và sáng, và thương hiệu JBL. Thì bộ dàn này là chú qua trực tiếp cửa hàng là mua trọn bộ, cho nên em setup tại cửa hàng là các chế độ khác nhau và setup thì chú mang cả bộ này theo xe về nhà lắp ráp, có thể là chỉnh hát với 3 chế độ và một chế độ nghe nhạc riêng của chú. Và bây giờ thì em mời các bác cùng em trải nghiệm chất âm của bộ combo karaoke trị giá 50 triệu đồng của chú Mạnh, cũng như là để các bác cùng trải nghiệm để tham khám bộ karaoke này. Nếu cảm thấy hay và ưng ý thì có thể liên hệ ngay cho em Hải về số điện thoại hotline cơ sở Bắc, số là 0919182223, và cơ sở 2 em hiện tại em Hải đang cầm là 0982352313. Và đây là các địa chỉ cửa hàng của bên em ạ. Ok, và bây giờ thì các bác cùng thưởng thức nhé. Thank you.
yêu anh nhá.